Thích Trần Quang mua bằng hay Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ? Mới đây, cộng đồng mạng đã xôn xao về bằng tiến sĩ luật mà ông Thích Trần Quang đã tốt nghiệp ở Đại học Luật Hà Nội. Câu hỏi đặt ra là ông Thích Trần Quang tốt nghiệp Đại học Luật vào năm 2019 hệ tại chức, nhưng chỉ 2 năm sau ông đã có bằng tiến sĩ, không qua đào tạo hệ thạc sĩ. Điều đáng nói là thời gian học tiến sĩ ngắn kỷ lục, chỉ có 2 năm. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 18/2021 về quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Theo đó, yêu cầu chung với người tự tuyển và đào tạo trình độ tiến sĩ như sau. Thứ nhất là đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên, ngành phù hợp. Thứ hai là đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển. Thứ ba là phải có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo, định hướng nghiên cứu hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố hoặc có thời gian công tác từ 2 năm, tức là 24 tháng trở lên, là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ. Có một bài báo hoặc bài báo thuộc lĩnh vực nghiên cứu đăng ở tạp chí khoa học, kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành, có phản biện trong thời hạn 36 tháng, tính đến ngày đăng ký dự tuyển. Cũng trong thông tư này, Bộ Giáo dục Đào tạo quy định thời gian đào tạo tiến sĩ tối thiểu là 3 năm. Như vậy, câu hỏi đặt ra là vì ông Thích Trần Quang không qua hệ đào tạo thạc sĩ, thì ông phải tốt nghiệp đại học loại giỏi chuyên ngành luật. Qua các bài viết giảng Phật Pháp của ông lưu truyền trên mạng xã hội cho thấy khả năng phân tích của ông rất kém cỏi, thiếu tính khoa học. Hơn nữa, một học viên đại học tại chức có thể nhận được bằng tốt nghiệp loại giỏi hay không? Giả sử bằng cử nhân luật của ông Thích Trần Quang là loại giỏi, thì Đại học Luật Hà Nội giải thích như thế nào trước công luận khi ông Thích Trần Quang nhận bằng tiến sĩ luật chỉ sau có 2 năm tốt nghiệp đại học? Liệu ông Thích Trần Quang có thực sự học hay không, hay chỉ mua bằng rồi bảo vệ luận án tiến sĩ một cách qua loa như các lò ấp tiến sĩ khác? Đề tài luận án của tiến sĩ của ông Thích Trần Quang là nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và Việt Nam. Đề tài này được đăng công khai trên mạng xã hội, cùng với đó là clip về ông Thích Trần Quang trình bày trước hội đồng khoa học của nhà trường. Ông Thích Trần Quang lập luận rằng nghĩa vụ luôn phải đi đôi với quyền, và ông cũng cho rằng luật pháp quốc tế nói về quyền quá nhiều mà quên mất nghĩa vụ. Theo quan điểm của ông, nghĩa vụ và quyền luôn đi kèm với nhau, dính liền với nhau, đây cũng là điều mà chế độ cộng sản luôn tuyên truyền. Thực tế, quyền con người là quyền phổ quát, không đi kèm với bất kỳ nghĩa vụ nào. Đã là con người thì đương nhiên được hưởng quyền con người. Quyền con người bao gồm quyền của những nhóm yếu thế như quyền trẻ em, quyền của người thiểu số, quyền của người bản địa, v.v. Đã là nhóm yếu thế, không có hoặc rất ít khả năng tự vệ, nhưng không thể đòi hỏi nghĩa vụ gì ở họ. Ngoài ra có những quyền lớn lao hơn như quyền độc lập dân tộc cũng không thể đi kèm điều kiện. Trong bản tuyên ngôn độc lập của ông Hồ Chí Minh đã đọc vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 có trích tuyên ngôn độc lập của Mỹ vào năm 1776 như sau. Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Như vậy rõ ràng, ông Hồ Chí Minh đã thừa nhận những quyền phổ quát của con người không cần phải có nghĩa vụ mới được hưởng những quyền này. Vậy thì luận án tiến sĩ của ông Thích Trần Quang khác nào vào mồm ông Hồ Chí Minh? Có thể nói lối tư duy của ông Thích Trần Quang cũng mang hơi hướng tư duy của Cộng sản, lệch lạc và áp đặt. Có lẽ vì vậy mà ông được nâng tầm thành tiến sĩ chăng? Tuy nhiên, dư luận vẫn đợi câu trả lời từ phía chính quyền về quá trình làm nên cứu sinh của ông này có gì tất khuất hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Thích Trần Quang mua bằng hay Đại học Luật Hà Nội cúng dường bằng tiến sĩ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Phải chăng tổng 5 ly để cản đường Tô Lâm để liên minh Nghệ Tĩnh chiếm cứ điểm? Có thể nói tổng bí thư hiện giờ như một cái xác không hồn,
sức sống tự nhiên trên cái xác 80 năm ấy gần như đã cạn. Dù các bác sĩ Trung Quốc kéo dài tuổi thọ cho ông bằng các loại thuốc quý thì ông cũng chẳng thể hưởng thụ được gì ở vị trí quyền lực tột đỉnh. Hiện nay, bao nhiêu thế lực đang lăm le muốn chiếm lấy chiếc ghế quyền lực mà ông đang ngồi. Điều đáng nói là phe mạnh nhất có thể xoán được ngôi của ông lại không phải là phe Nghệ Tĩnh mà ông đã bỏ ra rất nhiều năm để nâng đỡ. Có một điều rất rõ là thế và lực của ông Tổng trên chính trường đã suy giảm. Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9, ông đã vã lại lỗ hổng đó và gia cố thêm cho Ban Bí Thư. Nhưng xét về thực lực thì Ban Bí Thư này đã không còn mạnh bằng thời điểm từ năm 2023 trở về trước. Tuy Ban Bí Thư đã yếu đi nhưng sức mạnh của ông Tổng vẫn không dễ lay chuyển. Bởi ông Trọng có cả sức mạnh cứng lẫn sức mạnh mềm trong đảng. Sức mạnh cứng là ông vẫn có trong tay Ban Bí Thư với 8 ủy viên Bộ Chính trị, vẫn nắm trong tay Ban Nội chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Ban này nếu ra tay thì cả khối quan chức phải lo sợ. Còn về sức mạnh mềm, ông Trọng có uy tín trong Trung ương Đảng và Bộ Chính trị lớn hơn nhiều so với Tô Lâm. Đối với ông Trọng, nhiều quan chức thực sợ mến ông, còn với Tô Lâm thì ai cũng căm ghét. Do đó, Tô Lâm vẫn không dám làm càn đối với Tổng Trọng vì ông sẽ không thể lường trước được phản ứng của những người xung quanh. Cho đến giờ này, ba đại đệ tử của Nguyễn Phú Trọng là Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai đều đã rụng nhưng vẫn còn đó nhóm Nghệ Tĩnh. Trước khi Vương Đình Huệ bị đánh rụng, nhóm Nghệ Tĩnh có tổng cộng 4 ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng sau khi ông Huệ rụng, ông Trọng lại bổ sung thêm một người Hà Tĩnh vào Bộ Chính trị, cho nên tổng số ủy viên Bộ Chính trị của nhóm Nghệ Tĩnh vẫn là 4. Điều đang nói là cả 4 người này đều đang ẩn nấp trong Ban Bí Thư của ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ ông Tô Lâm đã nhận ra ý đồ của Tổng Trọng là che chắn để nhóm Nghệ Tĩnh hồi sinh. Cho nên ưu tiên hàng đầu của Tô Lâm hiện nay dường như là đánh tiếp vào nhóm này. Người đang bị Tô Lâm nhắm đến là Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương. Ông Trạc đã thể hiện quá sớm âm mưu cắt đứt sợi dây điều khiển của nhóm Hưng Yên đối với Bộ Công an, nên ông Trạc đang phải đối mặt với những đòn thù nguy hiểm nhất hiện nay của Tô Lâm. Phan Đình Trạc cũng rất khôn khi Tô Lâm mới đánh Võ Văn Thưởng, ông nhảy ra tranh ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Khi không thành, ông lại nhảy về Ban Bí Thư ẩn nấp cho nên an toàn. Giờ đây, người thay mặt ông Trọng trấn giữ Ban Bí Thư là Đại tướng Quân đội. Vì vậy, thành viên Ban Bí Thư có thể được che chở tốt hơn so với thời bà Trương Thị Mai. Ông Trọng còn sống ngày nào là ông không ngả dế Tổng Bí Thư ngày đó, mà còn Nguyễn Phú Trọng trên ghế Tổng Bí Thư thì Phan Đình Trạc còn nơi ẩn nấp. Còn 18 tháng nữa là đến đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu ông Trọng đủ sức có thể kéo dài sự sống đến hết thời gian này nhằm cản đường Tô Lâm thì có lẽ cũng đủ thời gian giúp cho nhóm Nghệ Tĩnh hồi phục để phản công trở lại với phe Hưng Yên của Tô Lâm. Không biết liệu Tô Lâm có tính bài toán nào để dẹp bỏ kẻ cản đường vĩ đại Nguyễn Phú Trọng hay không? Nếu không dẹp được Nguyễn Phú Trọng sớm thì về sau Tô Lâm càng bất lợi cho việc hoạt động và đoạt ngôi Tổng Bí Thư. Khi mà nhóm Nghệ Tĩnh hồi phục được hoàn toàn sức khỏe thì điều đó ngày thêm xa vời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Phải chăng Tổng Trọng năm ly cản đường Tô để nhóm Nghệ Tĩnh chiếm điểm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.